Thưa quý vị, hôm nay Ban Tổ chức Trung ương có văn bản nêu ý kiến về phương án Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2024. Ban Tổ chức Trung ương thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường ngày 29 tháng 4 và làm bù sang ngày khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Theo Ban Tổ chức Trung ương, đối chiếu với quy định về nghỉ lễ Tết, Điều 112 của Luật Lao động 2019, đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc, đồng thời đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có các ngày nghỉ lễ hài hòa trọn vẹn, góp phần giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị, nhằm nâng cao nghiệp vụ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng xử lý sự cố trên lưới điện trong mùa thiên tai, bão lũ năm nay, sáng nay, tỉnh Lào Cai đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố an toàn, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2024. Ban chỉ huy cuộc diễn tập đã đưa ra 5 tình huống dạng sự cố và 1 tình huống cứu hộ cứu nạn. Sự cố giả định là do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo dông lốc sạt lở đất đã làm đứt dây gãy đổ cột điện. Sự cố do ảnh hưởng của môi trường bụi bẩn gây phóng điện bề mặt xứ cao thế. Với phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, công tác chuẩn bị đã được các đơn vị tham gia chuẩn bị chu đáo, đưa ra các phương án xử lý sự cố tối ưu theo đúng các quy trình và bảo đảm cung cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng quản lý điều hành lưới điện và sẵn sàng ứng phó với thiên tai của các đơn vị trực thuộc ngành điện tỉnh Lào Cai, qua đó sẽ tiết giảm tối đa thiệt hại do thiên tai mưa bão gây ra. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng là một trong 6 địa phương của cả nước có tốc độ tăng trưởng GDP ở mức âm trong quý 1 vừa qua. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay, nhiều giải pháp đã được đưa ra để khôi phục đà tăng trưởng trong thời gian tới. Trong thời gian còn lại của năm, Đà Nẵng sẽ tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu năm 2024 giải ngân 95% kế hoạch vốn được giao, đồng thời tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án quy mô có khả năng tạo động lực. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch, xúc tiến du lịch bằng đưa ra các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch đêm và tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc phục vụ du khách. Theo báo cáo xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023, gọi tắt là chỉ số PAPI, Hà Giang đứng thứ 11 trên tổng số 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là thứ hạng cao nhất mà địa phương này đạt được từ trước đến nay. Điều này cho thấy những nỗ lực của cấp ủy và chính quyền địa phương trong thời gian qua. Xác định việc nâng cao chỉ số PAPI phải được tiến hành liên tục, tỉnh Hà Giang đã siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Năm 2023, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên 1.800 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ gần 97%. 100% cơ quan thuộc hệ thống chính trị được triển khai hệ thống thông tin dùng chung để xử lý, trao đổi hồ sơ văn bản trên môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số. Khi đến đây thì tôi cũng cảm thấy là mọi thứ, cơ sở vật chất cũng như là mọi người cũng rất là nhiệt tình, hướng dẫn để làm và thủ tục cũng rất là nhanh gọn và thuận tiện cho mình. Trong năm 2024, tỉnh Hà Giang ngoài việc duy trì thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ thì còn phải tập trung làm tốt nâng cao điểm số ở các nội dung chưa cao như quản trị môi trường, quản trị điện tử, đồng thời đẩy mạnh truyền thông các chính sách đến người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2024, trọng tâm là việc là tiếp tục đẩy mạnh cải thiện, cải cách thủ tục hành chính và triển khai một cái đề án, đó là đề án tiếp cận dịch vụ hành công cho đồng bào dân tộc số giai đoạn 2 và kết hợp với chương trình phát triển Liên Quốc PAPI để triển khai dự án này và thực hiện là đẩy mạnh cái việc chia sẻ kết nối dữ liệu, các cơ sở dữ liệu liên quan đến người dân để giảm thiểu các giấy tờ người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2022, chỉ số PAPI của tỉnh Hà Giang xếp thứ 40 trên 63 tỉnh thành phố. Năm 2023, địa phương này tăng 29 bậc, vươn lên xếp thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố. Kết quả này là tiền đề để Hà Giang tiếp tục quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế, xây dựng chính quyền phục vụ hoạt động hiệu lực hiệu quả, hướng đến mục tiêu cao nhất phục vụ người dân được tốt hơn.